Này, em vừa đi mua đồ Tết về à? Nhìn ngon và hấp dẫn thế. Chắc chắn là phải ngon và hấp dẫn rồi. Em vừa nhận được các loại hạt ngũ cốc granola này, bánh Bicosti, mix 6 loại hạt dinh dưỡng với hoa quả sấy dẻo đến từ Nova Healthy Food. À, Bảo Ngọc thì đã thử rồi. Các loại này thì Nhâm Nhi trong dịp Tết cực kỳ phù hợp, vừa không bị lo tăng cân này, hơn thế nữa lại còn tốt cho sức khỏe nữa. Nghe hấp dẫn thế. Tết nhất thì ăn nhiều bánh kẹo mà ai cũng sợ tăng cân. Người có thể là bật mí thêm cho quý vị khán giả và anh hiểu hơn về các sản phẩm đến từ Nova Healthy Food được không? Nhà anh có mẹ và các chị cũng đang ăn theo chế độ dinh dưỡng nên rất cần những sản phẩm như thế này. Tất nhiên là được rồi. Xin mời quý vị và anh Tùng sẽ cùng theo dõi đoạn clip ngắn ngay sau đây. Nova Healthy Food là thương hiệu vô cùng quen thuộc và có tiếng trong lĩnh vực thực phẩm hữu cơ lành mạnh. Với chất lượng nổi trội, dịch vụ tư vấn tận tâm, hình thức mẫu mã sang trọng và đặc biệt là nguồn gốc nhập khẩu cao cấp, Nova đang là thương hiệu đi đầu cho xu hướng ăn sạch, sống khỏe tại Việt Nam. Các dòng sản phẩm của Nova Healthy Food rất đa dạng về hương vị và thành phần, có thể kể đến như ngũ cốc dinh dưỡng granola, bánh biscotti và các thanh năng lượng được làm từ các loại hạt và quả nhập khẩu, không những thơm ngon, bổ dưỡng mà còn cung cấp rất nhiều chất xơ, vitamin giúp hỗ trợ quá trình giảm cân, ăn kiêng, ngăn chặn tích tụ mỡ thừa vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, các sản phẩm mix hạt dinh dưỡng và mix quả khô sấy mọng cũng rất quen thuộc với mẹ bầu và các gia đình ngày Tết. Nguồn dinh dưỡng hữu cơ lành mạnh vừa giúp trẻ nhỏ phát triển thông minh, vừa giúp người cao tuổi luôn bình ổn huyết áp, vô cùng phù hợp cho gia đình. Và đặc biệt hơn nữa là các sản phẩm của Nova đều đảm bảo không chất phụ gia, không chất bảo quản, 100% sử dụng nguyên liệu sạch và được tuyển chọn kỹ lưỡng, đạt chứng nhận an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm ISO theo tiêu chuẩn quốc tế. Và nhưng Tùng có thể thấy là không chỉ đa dạng về các sản phẩm, bao bì của Nova còn rất là bắt mắt, sang trọng nữa phải không nào? Hoàn toàn giúp chúng ta thích hợp để lựa chọn quà Tết cho người thân. Chính xác Ngọc ạ, nhìn hấp dẫn quá. Anh có thể ăn thử các loại hoa quả sấy dẻo hay các loại hạt đây được không? Chắc chắn rồi, em đã chuẩn bị sẵn cho anh Tùng đấy ạ. Để quý vị khán giả cùng thưởng thức với Sơn Tùng nhé. Anh thấy là rất thơm ngon. Tuy sấy nhưng mà vẫn giữ được cái hương vị, độ mọng, độ thơm ngon của các loại hoa quả, là vị ngọt nhẹ, tự nhiên. Thế bây giờ anh muốn sở hữu những sản phẩm đến từ Nova thì tìm mua ở đâu nhỉ? Anh Tùng cũng như toàn thể quý vị khán giả có thể dễ dàng mua các sản phẩm của Nova Healthy Food theo địa chỉ đã được hiển thị trên màn hình. Wow, Ngọc ơi! Anh thấy sản phẩm của Nova Healthy Food bán được nhiều quá này. Đúng rồi đấy anh Tùng ạ, hiện tại thì thương hiệu Nova Healthy Food đang rất nổi tiếng trên các trang mua sắm thương mại điện tử. Hơn thế nữa thì có rất nhiều sản phẩm bán chạy nhất thị trường với hơn 100.000 lượt mua đấy anh Tùng ạ. Ồ vậy à? Tết này anh phải sắm ngay cho gia đình mình Nhâm Nhi mới được. Kết thúc năm 2021 với nhiều thử thách, Nova vô cùng hân hạnh và may mắn nhận được sự tin tưởng đồng hành của hơn 500.000 quý khách hàng. Qua đó giúp Nova trở thành thương hiệu đi đầu xây dựng và phát triển xu hướng ăn sạch, sống khỏe tại Việt Nam. Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin thay mặt toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của công ty cổ phần Nova Việt Nam xin kính chúc quý khách hàng, quý đối tác, quý nhà đầu tư và gia đình một năm mới mạnh khỏe, bình an, vạn sự như ý. Xin cảm ơn.